biểu tượng, tôi gọi là biểu tượng, cái loại symbol đó, biểu tượng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta gọi cái bông, thì tôi dùng chữ bông để gọi cái thực thể này, và tôi ai cũng nhận nó là thực thể, là có những màu như thế, có những hình sắc như thế, mà nó không phải là con chó, con bò, nhưng mà nó là một loại cây, một loại cỏ, loại bông, loại hoa. Mà bây giờ không có, nếu tôi không có chữ bông, thì giờ tôi có một cái chữ bông được dùng mấy hàng năm để dùng chữ bông đó, một biểu tượng để gọi cái đó. Đây là nói những cái cụ thể, nhưng mà nói những cái trừu tượng thì có những biểu tượng trừu tượng. Thì Phật giáo đó phải có những biểu tượng, mà biểu tượng đó tức là ngôn ngữ, tức là giả nhân, phải thiết lập ngôn từ, phải thiết lập ngôn ngữ để gọi một cái, để mà ám chỉ một cái gì đó khác, thì bây giờ tạm gọi là biểu tượng. Thì khi mà trong cái Phật dùng chữ, cái hạng Đức Phật mà không phải sanh như thường tình, mà sanh từ nách, hay là nói đến 32 chứng Phật, tôi không nói cái đó có thật hay không thật, nhưng mà tôi chỉ nói một cái khía cạnh cách nhất, cái đó là nói lên những hệ thống biểu tượng khác nhau để ám chỉ một thực tại nào đó trong cái ý nghĩa mà họ muốn diễn đạt tới. Thì nếu mà chúng ta đưa cái 32 tướng của Đức Phật vào trong truyền thống biểu tượng của Phật giáo, thì chúng ta thấy nó nằm trong những nghĩa rất là đặc biệt. Mà trong nghĩa đặc biệt đó, chúng ta phải đi vào trong đó, thì chúng ta sẽ thấy nó rất rõ ràng, chứ nó không phải là giống chúng ta tưởng tượng, chúng ta không hiểu cái gì. Chúng ta đọc 32, không có kinh Phật nào từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa mà không nhắc đến 32 tướng Phật. Bởi vì chúng ta thấy cái đó là tướng tướng bên trong truyền thống Ấn Độ đó, thì đó là nói là cái tướng của đại nhân, không phải chỉ Đức Phật có 32 tướng, mà ngay chuẩn luân thánh luân, chuẩn luân phương cũng có 32 tướng. 32 tướng là nói đến cái hình ảnh lý tưởng của một bậc đại nhân đó. Mà Đức Phật đó, khi mà nói lên 32 tướng Đức Phật đó, là muốn nhấn mạnh cái hình cái diệu sắc, cái kết quả của công đức tu hành mà nằm trong có chỗ, thì có một trường phái nó nằm trong báo thân của chính Đức Phật. Thì trong cái thức kế mà tam thân, pháp thân, báo thân và quả thân đó, thì cái báo thân nó làm căn bản để cho ứng thân và quả thân. Quả thân là công đức của Đức Phật lịch sử. Rồi cái vấn đề mà truyền kỳ thần thoại, hay là bây giờ cái từ thời thượng gọi là huyền thoại, chữ huyền thoại là dịch sai cái chữ myth, cái tay là mythology hay là myth. Mấy nhà thuyết thức Việt Nam cách đây 30 năm đó, thì họ dịch chữ myth tức là myth, thì sao là gì? Vì chữ myth là huyền thoại, đáng lẽ phải dịch là huyền thoại hay là linh thoại. Thì cái gì không có thật đó, họ gọi là huyền thoại mà đặt ra đó. Thì bây giờ những gì mà trí thức sau này khi mà đọc kinh Phật thấy dù 32 tướng giống như mà một thiền sư mà hồi nãy mà nói cái đó là interpolation, là đợi sao thêm vào là huyền thoại đó, thì rất là nguy hiểm. Hay là nói Đức Phật mà sanh từ nách là huyền thoại, nó là không có, rất là nguy hiểm, bởi vì không hưởng cái vai trò của cái gọi là huyền thoại, hai cái gọi là huyền thoại, hay cái gọi là thần thoại hay linh thoại. Tất cả những cái mà chúng ta tưởng giống dị đoan mê tín gọi là linh thoại, thần thoại, tức là tượng tiên đi đó, thần thoại, linh thần thoại đều nói đến một chân lý nào đó mà ngôn ngữ thường tình không thể nói được. Cái ngôn ngữ mà hàng ngày chúng ta sử dụng hay ngôn ngữ của trí thức thường tình đó không thể nói lên có những chân lý, ngay khi mà chúng ta mà cảm động quá. Ví dụ chúng ta giận dữ với đối người nào, hay là chúng ta thương yêu, yêu mến, kính trọng, thì chúng ta cũng luôn luôn chúng ta nói ra lời. Hay là khi chúng ta xúc động mãnh liệt, chúng ta không thể nói ra lời được, ấp úng đi, chúng ta không có chữ diễn tả. Thì đây là nó trường hợp thông thường. Còn nó trường hợp cao siêu thì chúng ta đều bị đối mặt trước một cái gì rất là cao lớn, vượt ra cái bình thường của loài người. Thì cũng đó, cái ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được, thì phải mượn qua thần thoại, linh thoại, huyền thoại, huyễn thoại. Coi giống như không có thật, nhưng mà nó đánh thức dậy cả những cái gì rất là âm u, tâm tiềm thức, năng lực tinh thần âm u của loài người.